Xin kính chào quý khán giả đang đến với bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Sau đây sẽ là những thông tin thời sự đáng chú ý. Thưa quý vị, sáng ngày 30 tháng 9, đồng chí Phạm Hùng Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Huỳnh Thanh Phương, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Gò Dầu đã đến dự hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ tại Huyện ủy Gò Dầu. Tại hội nghị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động đồng chí Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Gò Dầu đến nhận công tác tại Sở Nội vụ kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2024. Chiều cùng ngày tại Sở Nội vụ, đồng chí Nguyễn Hồng Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến dự và trao quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Gò Dầu giữ chức Phó Giám đốc Sở Nội vụ. Theo quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Gò Dầu được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nội vụ. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm, kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2024. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác thủy lợi miền Nam thông báo về việc điều chỉnh thời gian lưu lượng xả nước qua tràn hồ Dầu Tiếng lần 1 đợt 1 năm 2024. Theo công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác thủy lợi miền Nam hiện nay, mực nước hồ Dầu Tiếng lúc 7 giờ sáng ngày 30 tháng 9 năm 2024 đang ở cao trình 22,91m, lưu lượng đến hồ trung bình 160m³ một giây, cao hơn mực nước thấp nhất trước lũ 22,18m là 0,73m, thấp hơn mực nước cao nhất trước lũ là 23,65m là 0,74m. Để có dung tích phòng lũ, chủ động ứng phó với tình hình mưa lũ trong thời gian tới, đảm bảo an toàn công trình, phòng và giảm lũ cho vùng hạ du, công ty thông báo điều chỉnh thời gian lưu lượng xả nước qua tràn hồ Dầu Tiếng lần 1 đợt 1 năm 2024. Cụ thể, thời gian từ 7 giờ ngày 1 tháng 10 năm 2024 đến 7 giờ ngày 4 tháng 10 năm 2024, lưu lượng xả 100m³ một giây, tổng lượng xả 25,92 triệu m³. Đồng thời, từ 7 giờ ngày 4 tháng 10 năm 2024, công ty tiếp tục xả duy trì dòng chảy sau đập theo quy trình với lưu lượng 36m³ một giây. Tùy thuộc tình hình khí tượng thủy văn trên lưu vực, diễn biến mực nước hồ, diễn biến thủy triều ở hạ du sông Sài Gòn, công ty sẽ điều chỉnh thời gian lưu lượng xả cho phù hợp với tình hình thực tế và có thông báo sau. Chính phủ đã ban hành nghị định sửa đổi và bổ sung một số điều của các nghị định trước đây về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức. Những quy định mới này làm rõ hơn tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm và quy trình thực hiện nhằm nâng cao chất lượng công tác bổ nhiệm, đảm bảo tính minh bạch và công bằng. Cụ thể, khoảng 27 điều 1 Nghị định 116 đã sửa đổi khoảng 2 điều 41 Nghị định 138 năm 2020 về thời hạn giữ chức vụ lãnh đạo quản lý của công chức như sau. Công chức lãnh đạo quản lý có thể được bổ nhiệm lại với số lần không hạn chế, trừ trường hợp có quy định khác của đảng hoặc của pháp luật chuyên ngành. Ngoài ra, Nghị định số 116 năm 2024 cũng sửa đổi một số tiêu chuẩn bổ nhiệm công chức lãnh đạo quản lý, quy định tại Nghị định 138 vẫn trên cơ sở đảm bảo tiêu chuẩn chung theo quy định của đảng, của pháp luật và tiêu chuẩn cụ thể của chức vụ, chức danh bổ nhiệm theo quy định của cơ quan có thẩm quyền. Nghị định số 116 năm 2024 có hiệu lực thi hành từ ngày 17 tháng 9 năm 2024. Sáng ngày 30 tháng 9, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang đã tiếp xúc cử tri thành phố Ngã Bảy và cử tri các huyện Phụng Hiệp, Châu Thành, Châu Thành A. Báo cáo với cử tri nội dung chương trình kỳ họp sắp tới, Chủ tịch Quốc hội cho biết tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội xem xét nhiều dự án luật quan trọng liên quan đến các địa phương, doanh nghiệp, người dân như dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo hiểm y tế. Khi thông qua sẽ được sửa đổi theo hướng đảm bảo công bằng cho người bệnh dù điều trị bằng dịch vụ theo yêu cầu hay bảo hiểm y tế. Hai dự thảo luật nhà giáo, dự thảo luật việc làm sửa đổi cũng sẽ theo hướng quan tâm chăm lo chính sách cho các đối tượng. Kỳ họp thứ 8 dự kiến khai mạc vào ngày 21 tháng 10 và bế mạc vào ngày 30 tháng 11. Những năm qua, công tác phát triển đảng viên mới được các cấp ủy tại Đồng Nai quan tâm thực hiện, đạt được nhiều kết quả tích cực, đặc biệt tại các trường học. Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Trãi, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai đã có nhiều cách làm hay kết hợp giữa việc học và các hoạt động phong trào để thu hút học sinh rèn luyện phấn đấu.
nhà trường thường xuyên tổ chức các hoạt động phong trào như thi đua trong học tập, các hoạt động trong công tác đoàn, đội, câu lạc bộ, phong trào tình nguyện, từ đó chọn ra các học sinh tiêu biểu xuất sắc và đưa vào đội trung kiên của nhà trường, từ đó tiếp tục bồi dưỡng, xem xét kết nạp đảng. Em cảm thấy rất là vinh hạnh với lại hãnh diện khi mà một ngày được đứng vào hàng ngũ của đảng mà em luôn mong ước. Em đã tích cực tham gia các hoạt động của đoàn, hoạt động tình nguyện và các phong trào của trường, tích cực phấn đấu để trao dồi thêm cái phần kiến thức và năng lực của bản thân. Trường đã chọn ra các bạn tiêu biểu xuất sắc từ các hoạt động phong trào như là thi đua trong học tập, về các hoạt động tham gia công tác đoàn, đội. Thì đây là một những công tác mà đoàn trường chú trọng, cũng như là tạo điều kiện cho các em tham gia để thể hiện khả năng của mình. Ngoài chú trọng nhiệm vụ giảng dạy, công tác phát hiện bồi dưỡng kết nạp đảng viên với đối tượng là học sinh được các trường học trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đưa vào nội dung chương trình hành động hàng năm, coi đây là một tiêu chí để đánh giá công tác xây dựng tổ chức đảng. Hiện nay, không chỉ dừng lại ở việc phát triển đảng đối với học sinh khi còn ngồi ghế nhà trường, mà đối với những học sinh chưa được kết nạp nhưng đã là đoàn viên ưu tú cũng phải tiếp tục quan tâm, bồi dưỡng, tạo điều kiện kết nối giữa các trường trung học phổ thông với các trường đại học cao đẳng. Nhờ sự kết nối này sẽ tiếp tục tạo môi trường để các em có động lực rèn luyện, phấn đấu để được xét kết nạp đảng ở bậc học tiếp theo. Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Khoảng gần sáng và ngày 1 tháng 10, bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến hầu hết khu vực phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, trời chuyển mát, đêm và sáng sớm trời lạnh. Riêng vùng núi Bắc Bộ trời rét, đồng thời Bắc Bộ và Thanh Hóa sẽ có mưa vừa mưa to. Cục bộ có mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 40-120mm. Cục bộ có nơi trên 200mm. Sau đợt không khí lạnh này, trong tháng 10 sẽ có thêm 1-2 đợt không khí lạnh nữa tràn xuống và khả năng nền nhiệt tháng 10 năm nay sẽ thấp hơn năm ngoái 2023. Là địa phương có diện tích trồng rừng lớn, thời gian qua tỉnh Hòa Bình đã áp dụng nhiều tiến bộ khoa học để trồng rừng gỗ lớn. Ưu điểm của mô hình này là hiệu quả kinh tế thu được khoảng từ 200 đến 300 triệu đồng một hecta, chu kỳ từ 10 đến 12 năm. Mô hình này vừa đem lại hiệu quả kinh tế, vừa tăng độ che phủ rừng. Tham gia mô hình trồng rừng gỗ lớn, gia đình ông Bùi Văn Hiệp được Viện Nghiên cứu Lâm sinh và Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hòa Bình đã hỗ trợ trên 5.000 cây keo lai mô chất lượng, hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật và hỗ trợ phân bón. Ưu điểm của keo lai mô có tính đồng đều cao, sinh trưởng nhanh cho chất lượng gỗ tốt, đặc biệt năng suất cao gấp 4 đến 5 lần so với các giống keo thông thường. Rất phấn khởi, năm nay gia đình tôi được tham gia cái mô hình, được hỗ trợ về phân bón này, về kỹ thuật này, về giống này. Nên là riêng cái dự án này là tôi rất mong còn được là nhiều trong xóm để họ tham gia, để phát triển kinh tế gia đình của các hộ khá hơn. Theo thống kê, toàn huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình có trên 12.000 hecta rừng trồng, chủ yếu là giống keo lai. Trong đó đã có trên 6.100 hecta rừng được cấp chứng chỉ FSC, là huyện có diện tích rừng FSC lớn nhất tỉnh Hòa Bình. Hiện tại, mỗi hecta rừng trồng theo tiêu chuẩn FSC mang lại thu nhập cao hơn từ 15 đến 20% so với trồng rừng thông thường. Hạt cũng tham mưu trực tiếp cho huyện, ban hành các cái văn bản tổ chức hướng dẫn từ quy trình kỹ thuật, quản lý giống đến kết nối với các cái nhà máy để nâng cao giá trị. Còn ngoài ra thì công tác quản lý bảo vệ rừng đối với các khu vực mà được cấp chứng chỉ rừng bền vững FSC thì được chú trọng hơn cả, đặc biệt là trong công tác phòng cháy chữa cháy. Cùng với các chính sách hỗ trợ hộ trồng rừng, tỉnh Hòa Bình đang tiếp tục khuyến khích hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư chế biến sâu, công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường, thành lập các hợp tác xã lâm nghiệp, tập trung xây dựng, tạo ra các vùng sản xuất có quy mô lớn, thực hiện hiệu quả chính sách về chi trả dịch vụ môi trường rừng, tham gia tích cực vào thị trường carbon, phát triển du lịch sinh thái, phát triển các mô hình kinh tế dưới tán rừng.
ngày 29 tháng 9, Thủ tướng lâm thời của Liban Najib Mikati nêu rõ không có lựa chọn nào khác ngoài giải pháp ngoại giao để ngăn chặn leo thang xung đột giữa lực lượng Hezbollah ở miền Nam và Israel. Phát biểu trên truyền hình sau cuộc họp khẩn cấp với nội các, ông Miati bày tỏ lo ngại xung đột lần này sẽ gây ra làn sóng di dời lớn nhất từ trước đến nay tại Liban. Nhà lãnh đạo này ước tính có khoảng 1 triệu người dân Liban đã phải sơ tán trong tuần qua. Ông đã rút ngắn chuyến công tác dự đại Hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York, Mỹ trong bối cảnh tình hình trở nên nghiêm trọng hơn sau khi thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah thiệt mạng trong cuộc không kích ngày 27 tháng 9 của Israel tại Beirut. Ngày 29 tháng 9, quân đội Mỹ cho biết sẽ tăng cường năng lực hỗ trợ không quân ở Trung Đông và đặt binh sĩ tại đây trong tình trạng cảnh báo cao nhất. Động thái được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng tại khu vực đang ở mức cao. Tuyên bố của Lầu Năm Góc nêu rõ, Mỹ quyết tâm ngăn chặn căng thẳng ở Trung Đông leo thang, đồng thời cho biết sẽ tăng cường quy mô triển khai lực lượng không quân tại đây. Dù không nêu rõ thông tin chi tiết, nhưng Washington khẳng định sẽ tăng cường hơn nữa năng lực phòng thủ trên không trong những ngày tới. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Thân mến, chào tạm biệt.